Y sẽ là một cái hình mẫu thay đổi người tiếp theo. Mập rất dễ thương, rất xinh xắn. Vâng, xin được giới thiệu thí sinh có cân nặng lớn nhất trong phái nữ, đó chính là Thủy Tiên. Mình nặng 129kg buổi sáng, lúc buổi chiều cân thì lại là 127kg. Chắc là buổi sáng ăn 2 tô phở. Trước khi đi thi sân khấu thì mình cũng bị rất nhiều cản trở. Mọi người toàn bảo mình lạ. Mọi người toàn bảo mình lạ. Béo thế này thì mày diễn làm sao được. Nhưng sau đấy thì cũng có một số người thì ủng hộ mình, tạo động lực cho mình. Đi đường mọi người cứ nhìn, sau mọi người nói. Nhiều lúc mình không ngại cho mình mà là mình ngại cho bạn bè mình. Nhưng mà trước mặt mọi người thì mình vẫn phải cố tỏ ra là vui vẻ. Hơn 4 năm trước em có yêu một bạn. Sau đời đi bạn ấy bỏ em. Cũng nói tránh nhưng mà sau đấy thì em có giảm, cũng giảm được còn 90 cân ấy. Đợt đi giảm xong thì cái tính ham ăn ấy, thế là em lại tăng lại. Mình muốn trong thời gian tới làm thế nào thì sẻ đôi người ạ. Và bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo dành cho Thủy Tiên. Xin mời anh John. Anh chỉ muốn nói là Thủy Tiên em rất là đáng yêu trong cái bài này. Rất đáng yêu và... Đáng yêu, dễ thương. Yeah. Anh thích cái phần em diễn xuất trong cái bài này rất là tốt. Cái mặt của em nó có rất là nhiều cảm xúc. Mà anh nghĩ trong 7 ngày nếu mà em tập như vậy được thì mấy tuần tiếp theo đó thì em sẽ tiến bộ rất là nhiều. Đúng là... Cái ý tưởng dàn dựng rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Các bạn làm được gần như là trọn vẹn hết cái phần ý nghĩa bài hát đó. Tuy nhiên, có những động tác mà để hai bạn được đều cùng với nhau 100% thì vẫn còn bị lệch lạc. Do là một cái người không chuyên về nhảy bao giờ hết mà em đã làm được 85% như vậy là quá đáng khen rồi. Vâng. Chú coi cái clip phỏng vấn của con, chú thấy rất là dễ thương. Và chú hiểu một cái điều rằng con có cái mặc cảm đi của con. Nhưng khi con tham gia cái chương trình này thì chú thấy con đã gạt cái mặc cảm qua một bên rồi. Trong cái bài diễn này, như anh Đàm Vĩnh Hưng đã nói,
con chỉ chậm hơn Sơn Lâm có một nhịp một thôi. Mình gấp đôi người ta mà mình chậm hơn người ta một nhịp nhảy thôi. Đó là mình... Giỏi rồi. Giỏi rồi. Trong cái ánh mắt của Sơn Lâm nhìn con đó, nó có cái gì đó, nó rất là tình cảm. Và hy vọng là cái tình cảm đó sẽ gắn bó để theo bạn ấy cho hết cái cuộc thi này. Để cho bạn ấy có cái tinh thần. À, còn cái chuyện mà tụi con có cảm tình nhau không, cái chuyện đó chú chút sao, hiểu không? Có bạn trai chưa? À, em sắp rồi ạ. Đừng có nói cái người sắp đó là kế bên là tôi xỉu liền nha. Đúng rồi, bên phải anh. Thế đi ạ. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Thủy Tiên. Anh Hoài Linh ạ. Chú hy vọng là với cái số điểm của chú thì con có thêm tự tin để con bước tiếp trong cái cuộc chơi này. À, chú gửi đến con 7 điểm. Anh Trần Huy ạ. Anh sẽ chấm khó tính hơn ha. Anh chấm em 5 điểm. Nhưng anh thấy anh nghĩ em sẽ tiến bộ. Anh là Bình Hưng. Với tôi thì có cái nhìn vừa khắc khe vừa tình cảm một chút, cho nên tôi chọn số 6. Vậy điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Thủy Tiên là 6. Chúc mừng bạn. Ôm quà vậy. Và bây giờ là 50% số điểm còn lại. Mời bạn bước lên chiếc cân. Cân nặng cũ là 127kg và cân nặng mới là 120. Xin chúc mừng, bạn đã giảm được 7 cân, tương đương với 5,5%. Và như vậy tổng số điểm của bạn sau bài thi vừa rồi là 11,5 điểm. Xin chúc mừng.